đội tuyển Việt Nam, cựu binh trở lại cho màn so tài đỉnh cao. Sự tái xuất của những gương mặt quen thuộc như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Phong Hồng Duy cho thấy huấn luyện viên Kim Sang-sik đang muốn xây dựng một đội tuyển mới dựa vào những trụ cột, những nhân tố cũ nhưng đã khẳng định được năng lực và trình độ trong suốt cả một quãng đường dài của sự nghiệp. Đặt niềm tin vào các cựu binh để đi tìm bản ngã. Thành công lớn nhất của bóng đá Việt Nam tính đến thời điểm này vẫn gắn bó với thời gian đội tuyển thi đấu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đó là những năm tháng tươi đẹp khi chúng ta vô địch AFF Cup 2018, huy chương vàng SEA Games 31, 32, Á quân U23 châu Á tại Thường Châu năm 2018 và đỉnh cao là vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nằm trong số những đội mạnh nhất châu Á, 26 cầu thủ được huấn luyện viên Kim Sang-sik tập trung sẽ hội quân vào ngày 30 tháng 8 đồ họa, Nguyễn Hải Nam sau những cách tân. Những thử nghiệm bất thành của huấn luyện viên Chu Xi, có cảm giác, dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đang cố gắng đi tìm lại bản ngã giống như những gì mà thời thầy Park đã tạo dựng. Đó là đặt niềm tin vào các cựu binh, những người đã chiến đấu, đã đồng hành và mang lại thành công ở giai đoạn trước. Những người đã được góp mặt, được thử lửa ở những đấu trường cao nhất như U23 châu Á, vô địch châu Á, ASEAN hay vòng loại thứ 3 World Cup. Rõ ràng chất lượng thế hệ vàng mới của bóng đá Việt Nam đã được khẳng định qua những thành công của giai đoạn từ 2018-2022. Có thể sau đó, một số thành viên không còn giữ được đỉnh cao phong độ, một số chưa thích nghi được với sơ đồ chiến thuật và phương pháp cách tân của huấn luyện viên Chu Xi nên nhóm của Ngọc Hải, Thành Chung, Hồng Duy, Tiến Dũng, Trung Vệ, Duy Mạnh, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh tan đàn xẻ nghé. Những trụ cột được lắp ghép với những cầu thủ trẻ mới nổi như Văn Khang, Thái Sơn, Đình Bắc. Tất nhiên cũng có những nét mới mẻ, những sự bứt phá. Nhưng tổng thể nhìn lại, vẫn chưa thấy dáng dấp của một tập thể đoàn kết. Có chiến thuật lối chơi rõ ràng, phù hợp, có tinh thần ý chí chiến đấu cao và một bản lĩnh lì lợm rất khó bị đánh bại. Năm anh Tài được gọi lên đội tuyển, Hùng Dũng, Tuấn Hải, Tuấn Anh, Xuân Mạnh, Tuấn Tài, từ phải qua trái, trong chương trình huấn luyện bảng A của Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC. Chuyên gia cao cấp của AFC từng chia sẻ, các huấn luyện viên trên thế giới đều rất thích sáng tạo, rất thích những thứ mới mẻ và các sự thử nghiệm. Nhưng không phải thử nghiệm nào cũng thành công, và đôi khi các vị tướng tài cũng bị lạc lối. Cách làm tốt nhất lúc đó là quay về giá trị bản ngã. Giá trị quen thuộc và hiệu quả nhất thì lúc đó các cầu thủ và huấn luyện viên đều trở lại là chính mình và mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Có lẽ trong những quãng nghỉ vừa qua, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đã thường xuyên có những cuộc nói chuyện với bậc tiền bối của mình là thầy Park. Và có thể đó là lý do chúng ta thấy đội tuyển Việt Nam được ông Kim công bố ngày 22 tháng 8 với nhân sự có nhiều cựu binh, nhiều tên tuổi quen thuộc. AFF Cup 2024, phép thử thực sự cho huấn luyện viên Kim Sang-sik cần bộ khung cứng, chiến đấu đối thủ cực mạnh với sự tham dự của hai đội tuyển khách mời có chất lượng chuyên môn rất cao là đội tuyển Nga, đang xếp hạng 33 thế giới. Từng 11 lần góp mặt tại đấu trường World Cup và đội tuyển Thái Lan, thuộc top đầu trong khu vực, đương nhiên giải giao hữu vào tháng 9 tại sân Mỹ Đình sẽ là một giải đấu vô cùng chất lượng. Và muốn có được kết quả tốt thì chúng ta phải có được một đội hình đủ mạnh. Ở vị trí trấn giữ khung thành, sự trở lại của Đặng Văn Lâm sẽ tạo nên sức cạnh tranh lớn với Nguyễn Philip. Có thể lần đầu tiên trong nhiệm kỳ mới của mình, huấn luyện viên Kim Sang-sik có bộ ba trung vệ đầy kinh nghiệm và đảm bảo được yếu tố chuyên môn, Việt Anh, Ngọc Hải, Thành Chung. Dự bị cho họ cũng là những cầu thủ được đánh giá cao, Tấn Tài, Đức Chiến, Thanh Bình. Ở hai bên hành lang cánh, sẽ có những sự cạnh tranh lành mạnh giữa Xuân Mạnh, Văn Thanh, cánh phải, và Tuấn Tài, Hồng Duy, cánh trái. Hồng Duy tiếp tục đồng hành cùng Quang Hải trong màu áo đội tuyển tuyến giữa cũng sẽ tương đối yên tâm với sự góp mặt của bộ đôi Hoàng Đức, Hùng Dũng. Ngoài ra Tuấn Anh, Hai Long, Văn Trường lúc nào cũng sẵn sàng thay thế. Trên hàng tấn công, người hâm mộ hy vọng được thấy bộ ba Quang Hải, Tiến Linh, Tuấn Hải cùng xuất trận. Đó cũng là những tiền đạo nội có phong độ xuất sắc tại V-League 2023-2024. Văn Toàn, Vĩ Hào, Đinh Thanh Bình sẽ là những phương án hai có yếu tố đột biến cao.
rõ ràng giải giao hữu Le Ban Cup 2024 năm 10.9, sân Mỹ Đình, là một bài kiểm tra cực khó cho đội tuyển Việt Nam, đội Nga rất mạnh. Còn giữa Thái Lan và chúng ta vẫn luôn ẩn chứa sự căng thẳng, máu ăn thua. Nhưng có những trận đấu như thế này, đội tuyển Việt Nam mới biết mình đang ở đâu. Mình đang có những gì và còn thiếu sót gì để bổ sung, hoàn thiện trong thời gian tới. AFF Cup 2024 với sự cạnh tranh mạnh mẽ của Thái Lan, Indonesia, Malaysia mới là mục tiêu lớn nhất mà bóng đá Việt Nam hướng đến trong năm này trước khi bước vào năm 2025 nhiều thử thách.